sữa trái cây cun cha hương táo xoài cho đời khánh khỏe, tha hồ lắc quẩy vui. Cả nhà ơi, nhanh lên, trễ giờ rồi. Ui da. Mẹ đã dặn con bao nhiêu lần là phải cẩn thận rồi bà chết chết. Tại con có hẹn với Bí Ngô, tụi con sẽ cùng nhau hát và nhảy vũ điệu quân truyền thống của làng mình. Xuất phát thôi cả nhà. Ủa, Tám Tuốt đâu rồi? Tám Tuốt, em đâu rồi? Sao lúc nào em cũng trễ hết vậy? Tại em muốn chế tạo cho xong thứ này để mang tới vũ hội trái cây đó. Từ giờ con sẽ tha hồ mang theo những chai sữa quân ngon lành để vui chơi và uống sữa mọi lúc mọi nơi cùng bạn bè, vì nó sẽ không bao giờ đầy. Con của mẹ giỏi quá. Đi thôi cả nhà, con sắp trễ hẹn với Bí Ngô rồi. Bà Mô, chị đã nói bà Mô không được dự vũ hội rồi mà. Năm ngoái bà Mô đã làm đổ cả xe trái cây, bà Mô không nhớ hả? Mô. Chị nói là không được, không có năn nỉ nữa nha. Nhanh lên cả nhà, sắp tới rồi. Wow. Ngon quá. Mẹ nói từ giờ mình được tắm mưa thỏa thích vì sữa côn trái cây giúp mình có hệ đề kháng rất khỏe đó. Vậy thì mỗi ngày mình cũng sẽ uống sữa côn trái cây để khỏe mạnh và được mẹ cho tắm mưa giống như bạn. Mình đem theo túi rác để lát nữa chúng ta cùng thu dọn rác, bảo vệ môi trường nữa nè. Yeah. Wow, đẹp quá. Vũ hội năm nay trang trí đẹp quá anh ha. Công nhận năm ngoái đã đẹp, năm nay còn đẹp hơn nữa. Mà sao Bí Ngô còn chưa tới nữa ta? Cậu ấy lúc nào cũng đúng hẹn mà. Chào mừng mọi người đến với vũ hội trái cây của làng Kun, để chúc mừng cho dòng sữa chai trái cây Kun nghiên cứu thành công, giúp cho trẻ em làng Kun ai ai cũng khỏe mạnh. Chúng ta hãy cùng nhau nhảy điệu múa truyền thống của dân làng nào. Xin mời lên nhạc. Chúng ta hãy cùng đọc thần chú khỏe mạnh của trẻ em làng Kun đi các bạn. Ok. Cùng Kun dẫn đầu mỗi ngày. Cùng Kun dẫn đầu mỗi ngày. Tám Tuốt, hai người đó hình như không phải là người làng Kun. Em cũng thấy lạ lắm. Hình như anh đang có chuyện không vui. Vợ tôi đột nhiên mất tích mấy ngày nay. Tôi tìm khắp nơi rồi nhưng không có tin tức gì, nên mới tới đây hỏi thăm xem có ai nhìn thấy cô ấy không. Có khi nào cô ấy gặp chuyện không hay rồi không? Tôi phải làm sao bây giờ? Con gái tôi từ tối qua tới giờ cũng không thấy về nhà. Có khi nào... Alo. 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 Xin lỗi đã làm phiền mọi người, nhưng mọi chuyện cấp bách lắm rồi. Có chuyện gì vậy chị? Bí Ngô nhà tôi đột nhiên mất tích hai ngày nay. Tôi tìm khắp nơi, hỏi thăm tất cả những chỗ thằng bé có thể tới mà không có tin tức gì cả.
thể là người của hội ác nhân trà trộn. Phải nghe xem họ đang nói cái gì. Nhĩ mệt muốn chết mà không bắt được tên lười biếng nào. Tất cả là tại mẹ thằng nhóc biến ngô bứt dây động rừng. Lát về đảo u ám, ta sẽ trừng phạt nó. Ăn hết một con gà để béo ủ thêm vài ký nữa cho bỏ tức. Sớm muộn gì thì cả làng quân này cũng sẽ bị chúng ta dụ dỗ thành những kẻ lười biếng và mụ mị. Đồ giam giữ ở đảo u ám suốt đời. Ta sẽ trở thành bá chủ độc chiếm nguồn sữa nơi đây. Có nằm mơ bọn họ cũng không ngờ rằng dưới gốc táo này là một đường hầm, và ngay dưới lòng đất này là nơi giam giữ những người lừa vận động trong làng quân này. Hả? Đúng như anh dự đoán, họ chính là phe ác nhân cải trang. Để em đi báo cho ba mẹ biết mới được. Tam Tuốt. Uống sữa trái cây Cun Cha hương táo xoài, đó đời khánh khỏe. Hà Hồ Lắc, quỷ, vui.